đầu tiên của tôi Bà mẹ Arthur là người Anh Bà tên là Milligan Bà quá chồng Mới đầu tôi cứ tưởng Arthur là đứa con duy nhất của bà Về sau tôi mới biết Bà còn đứa con trưởng bị mất tích một cách bí mật Người ta không tìm được dấu vết của nó sự việc ấy xảy ra trong lúc ông Milligan sắp chết, còn bà thì ốm nặng, chẳng biết tí gì xung quanh bà. Khi bà bình phục thì chồng bà đã chết, con bà đã mất tích. Việc tìm tòi do người em chồng bà là ông John Milligan lo liệu. Kể cũng lạ vì ông ta có những quyền lợi đối lập với chị dâu. Thật vậy, ông Tran chết không con thì ông ta trở thành người thừa kế của anh ông. Nhưng ông Tranh cũng không được hưởng di sản của anh vì 7 tháng sau khi chồng chết, bà Milligan lại sinh một đứa con trai, đó là chú bé Arthur. Thầy thuốc bảo thằng bé khẳng khoeo và bệnh hoạn, chẳng nuôi được. Nó có thể chết bất cứ lúc nào khi ấy ông john milligan mới hẳn là người thừa kế tước vị và tài sản của anh ông luật thừa kế ở nước anh khác với các nước ở đây có trường hợp pháp luật cho người chú đứa trẻ thừa kế chứ không phải là người mẹ đứa cháu trai ra đời làm cho mối hy vọng của ông john milligan chậm thực hiện nhưng không làm cho nó tiêu tan ông ta chỉ việc đợi thôi và dạ, ông ta đợi nhưng mà lời tiên đoán của các thầy thuốc không ứng nghiệm. Arthur ốm đau quạt quẹo, nhưng không chết như người ta dự đoán. Sự chăm sóc của ba mẹ làm cho nó sống. Đó là điều kỳ diệu. Đã có đến hai chục lần người ta tưởng nó chết, nhưng cả hai chục lần nó được cứu sống. Nó bị liên tiếp tất cả các thứ bệnh mà trẻ con thường mắc phải. Có lúc cùng thời gian, nó mắc nhiều bệnh gần đây nó lại mắc một chứng bệnh khủng khiếp gọi là lao xương hông để chữa bệnh này phải dùng nước có chất lưu huỳnh bà đã đem con đến dùng núi pyrene sau khi chữa bằng nước lưu huỳnh không khỏi người ta bày cho bà một phương pháp điều trị khác theo cách này người ốm phải nằm duỗi dài ra tránh đặt chân xuống đất do đó bà milligan thuê đóng một chiếc thuyền ở bordeaux bà không đành nhốt con trong một căn nhà làm cho nó buồn chán và thiếu khí trời thằng arthur không được đi thì chiếc thuyền sẽ đi thay cho nó chiếc thuyền được thiết kế như một căn hộ nổi có phòng ngủ có bếp có phòng khách có máy hiên tùy theo thời tiết Actor lúc thì ở trong nhà, lúc thì ở dưới mái hiên, từ sáng đến tối có mẹ ở bên cạnh. Như vậy nó có thể nhìn thấy cảnh vật chung quanh diễn ra trước mặt nó, chỉ cần nó mở mắt ra mà nhìn. Con thuyền đã khởi hành từ bọt đồ được một tháng rồi. Sau khi ngược dòng sông Garon, họ đi vào kênh Nam. Từ kênh này họ sẽ đi tới những đầm dũng và sông đào dọc bờ địa Trung Hải. Sau đó họ ngược sông Rôn, sông Son, chuyển sang sông Loa cho tới thị trấn Beria. Ở đó họ rẽ sang sông Đào cùng tên để đến sông Sen rồi đi xuôi tới thành phố Ruyan. Đến đó hai mẹ con bà sẽ đáp tàu thủy để trở về nước Anh. Ngày mới đến bà chỉ biết cái phòng tối ở trên con thuyền mang tên Thiên Nga thôi. Căn phòng tuy bé nhỏ, hai thước chiều dài, một thước chiều rộng, nhưng là một căn phòng tàu thủy mỹ lệ, kỳ lạ nhất. Trong phòng chỉ có một cái tủ có ngăn kéo, nhưng cái tủ đó giống như một cái chai vô tận của nhà vật lý học, chứa đựng rất nhiều thứ. Mặt trên của cái tủ không đóng hệt, cứng như tủ thường lệ, mà dở lên dở xuống được. Nhấc nó lên, người ta thấy ở dưới có một cái giường đầy đủ chăn nệm gối chiếc giường không rộng lắm nhưng khá to đủ chỗ để nằm ngủ một cách thoải mái dưới giường có một ngăn kéo đựng đủ đồ dùng để rửa mặt bên dưới lại có một ngăn kéo khác chia làm nhiều ô có thể xếp quần áo vào đó không có bàn ghế đóng theo kiểu thông thường nhưng sát vách về phía đầu giường có một mảnh dáng khi hạ xuống thì thành cái bàn. Về phía chân giường, có một mảnh dáng khác, khi hạ xuống thì thành cái ghế. Ở mạng thuyền, khoét một cửa sổ tròn có tấm kính để đóng mở lấy ánh sáng và không khí. Tôi chưa bao giờ được trông thấy cái gì vừa xinh đẹp, vừa sạch sẽ như thế. Tất cả đều lát dáng thông quét dầu trên nền dán trải một tấm vải sơn kẻ ô đen ô trắng. Căn phòng không chỉ đẹp mà còn thuận tiện. Khi tôi cởi áo ngã lưng lên giường, tôi thấy khoan khoái, dễ chịu quá. Đây là lần đầu tiên những tấm dán lát giường mơn trớn tấm lưng tôi chứ không cào xé da thịt tôi. Ở nhà mẹ bác Brand, tôi ngủ trên những tấm vải lót dệt bằng sợi gai cồm cộm xù xì. Đi với cụ Vitaly, tôi thường ngủ trên đống rơm hay đống cỏ khô, không có vải lót. Còn khi nằm ở quán trọ, vải lót xấu quá, không bằng nằm ổ rơm. Ở trong căn phòng này vải lót mới mịn màng làm sao, nó mềm mại và thơm tho. Cái nệm quả là êm hơn những lá thông khô tôi nằm ngủ đêm hôm trước cảnh đêm yên lặng không có gì lo ngại. Trong bóng tối không có gì xôn xao. Những gì sao nhìn qua cửa sổ tròn chỉ nói lên những điều tốt lành đầy khuyến khích, đầy hứa hẹn trong tương lai. Tuy được ngủ trên chiếc giường êm ấm nhưng mới tờ mờ sáng tôi đã dậy. Vì tôi ấy nấy không biết những diễn viên của tôi đêm qua ngủ ngáy ra sao tôi thấy cả bọn vẫn còn ở nguyên chỗ tối hôm trước tôi xếp đặt cho chúng và vẫn hãy còn ngủ đàng hoàng không chút tỏ ra lạ chỗ. Khi tôi đến thì mấy con chó trở dậy vui vẻ lại gần tôi, đòi tôi vuốt ve như buổi sáng mọi khi. Chỉ riêng có con cơ không động đậy, chỉ hé hé một con mắt nó lại còn giả vờ ngáy ồ ồ như cái kèn đồng nữa chứ tôi hiểu ngay đây là một cách làm mặt giận của nó nó vốn có tính tự ái đã giận là dỗi rất lâu nó bực bội vì đêm qua tôi không mang nó vào phòng ngủ lại để nó ngủ ở ngoài thế là nó tỏ thái độ bất bình bằng cách giả vờ ngủ tôi không thể giải thích cho nó vì lý do gì mà tôi phải để nó ở lại trên sập thuyền tôi cảm thấy có lỗi với nó tôi bèn ẩm nó lên tay dỗ về nó để tỏ lòng hối hận thoạt đầu nó vẫn dỗi nhưng tính nó hay thay đổi chỉ lát sau nó đã nghĩ đến chuyện khác bằng điệu bộ nó cho tôi biết nếu tôi cho nó lên bờ đi chơi thì nó sẵn sàng tha thứ người thủy thủ tôi trông thấy cầm cái lái hôm trước cũng đã dậy và đang cọ sửa sạp thuyền, tôi nhờ bác ta đặt cho một tấm dáng làm cầu để đoàn chúng tôi đi lên bờ. Tôi nô đùa với đàn chó và con trô ly cơ. Tôi chạy nhảy, tôi leo lên cây. Một lúc lâu chúng tôi quay về thuyền thì hai con ngựa đã thắng vào thuyền. Chúng nó chỉ đợi ngọn roi vung lên là đi ngay. Tôi vội vàng xuống thuyền. Vài phút sau người ta cởi dây buộc thuyền, bác thủy thủ cầm lái, anh đánh ngựa lên yên, cái ròng rọc sỏ dây rít lên, thế là chúng tôi lên đường. Đi thuyền mới thích làm sao, trên đường ngựa đi nước kiệu, chúng tôi lướt nhẹ trên mặt nước mà không cảm thấy một lay động nào. Rừng cây hai bên bờ sông lùi dần về phía sau, chỉ nghe tiếng nước vỗ mạn thuyền róc rách chen với tiếng nhạc đeo ở cổ ngựa. Thuyền lướt tới, nghiêng mình trên mặt cạp, tôi ngắm nhìn những cây bạch dương rễ ăn sâu trong đám cỏ tươi, những cây bạch dương dương mình kiêu hãnh và lắc lư những cành lá, luôn luôn sao động trong không khí yên ắng lúc ban mai. Từng dãy dài bạch dương xếp thành hàng dọc theo bờ sông, làm thành một bức bình phong rậm rạp màu xanh, chắn những tia nắng xiên ngang của mặt trời, chỉ để lọt qua các kẻ lá, một thứ ánh sáng êm dịu. Có chỗ, mặt nước đen nhánh như che phủ những vực thẳm không thể dò được. Trái lại, có chỗ mặt nước trải ra thành một lớp trong suốt, để thấy cả những viên sỏi bóng loáng và những lá cỏ mịn màng như nhung ở dưới đáy sông. Tôi đang say sưa ngắm cảnh, chợt nghe thấy tiếng nói bên tôi ở sau lưng. Tôi vội ngoảnh lại, thấy người ta vừa khiêng actor nằm trên tấm gỗ ra. Mẹ nó đứng ở bên nó, nó hỏi, Anh ngủ có ngon không? Ngủ ngon hơn là ngủ ở giữa đồng ha. Tôi đến gần cố tìm những lời lịch sự để nói với nó, đồng thời cũng có ý nói với cả bà mẹ nữa. actor lại hỏi, Vậy mấy con chó của anh đâu? Tôi gọi lũ chó và con Jolico lại. Đàn chó chạy lại chào, còn con Jolico thì nhăn nhó, như những khi nó đoán ra rằng nó sắp phải biểu diễn. Nhưng buổi sáng hôm ấy người ta không nói đến chuyện biểu diễn. Bà Milligan đặt, Arthur vào chỗ khuất bóng nắng và ngồi cạnh nó. Bà bảo tôi, cháu hãy đem chó và khỉ đi nhé. Hôm nay Arthur và bác sắp làm việc đây. Tôi nghe lời và dắt bầy thú ra mãi đằng mũi thuyền. Không biết thằng bé ốm yếu đáng thương ấy làm được việc gì mà bảo là làm việc. Tôi thấy bà mẹ bắt nó đọc thuộc lòng một bài học và bà ta mở một quyển sách để dò theo. Actor nằm trên tấm gỗ mà đọc bài, người không nhúc nhích. Nói là nó cố đọc thì đúng hơn, vì nó ngập ngừng nhiều quá. Nó không nói được lấy ba tiếng trơn tru, nhiều khi nó còn nhầm lẫn chữ nọ với chữ kia. Mẹ nó trách mắng nhẹ nhàng, nhưng cương quyết, bà nói. Anh không thuộc bài đó, Nghe thấy bà gọi con là Anh Tôi lạ tai lắm Khi đó tôi chưa biết rằng nước Anh Thường xưng hô như thế Khi người ta nói với nhau bằng tiếng Pháp Actor kêu Giọng ảo não Ôi trời ơi mẹ ơi Hôm nay Anh còn mắc nhiều lỗi hơn hôm qua nữa Nhưng mà con đã Cố học rồi Vậy sao không thuộc Con con không thể học thuộc. Tại sao chứ? Con không biết nữa. Tại... Thì tại con không thể học được. Con đau ốm mà. Anh không ốm ở đầu. Mẹ không chịu để cho anh không học tập được gì cả và lấy cớ ốm đau để rồi lớn lên thành người dốt nát. Tôi thấy là bà Milligan quá nghiêm khắc, nhưng bà vẫn nói ôn tồn, âu yếm. Tại sao anh không học bài để làm phiền lòng mẹ? Con không học được, con nói thành thật với mẹ là con không thể học được mà. Actor bắt đầu khóc, nhưng bà Milligan không nao núng vì những giọt nước mắt của con, tuy bà có vẻ cảm động và phiền lòng, bà nói tiếp: Sáng nay mẹ cũng muốn để cho anh chơi với Remy và đàn chó nhưng anh chỉ được chơi khi nào anh thuộc bài ngụ ngôn, không phạm lỗi. Nói rồi bà Milligan đưa quyển sách cho Arthur và bước đi vài bước như là bà sắp vào trong khoang thuyền để mặc cho thằng con nằm trên tấm gián gỗ. Arthur khóc nức nở, tôi đứng xa vẫn nghe thấy tiếng nghẹn ngào của nó. Sao bà Milligan lại khắc nghiệt với thằng bé đáng thương như thế? bà vẫn tỏ ra yêu thương nó thấm thiết kia mà. Nó không học được bài có phải lỗi tại nó đâu. Có lẽ là tại nó ốm đau. Thế mà bà định bỏ đi không an ủi nó một lời. Nhưng bà Milligan không bỏ đi. Bà không vào trong khoang thuyền mà trở lại với Arthur. Bà nói, anh có muốn mẹ cùng học với anh không? Dạ, dạ có bà lại gần nó. Bà cầm quyển sách và bắt đầu đọc khẽ khẽ bài ngụ ngôn Chó sói cừu non. Actor đọc theo từng chữ từng câu. Đọc bài ngụ ngôn như thế ba lần. Bà đưa quyển sách cho Actor, bảo nó đọc một mình. Rồi bà vào trong khoang. Actor cầm sách và đọc. Từ chỗ tôi đứng trông thấy nó mấp máy môi rõ ràng là nó đang học bài và chăm chú học nhưng chỉ được một lúc nó rời quyển sách môi nó mấp máy chậm hơn rồi đột nhiên ngừng hẳn nó không đọc nữa mắt nó đang nhìn vơ vẩn đó đây thì gặp mắt tôi tôi lấy tay ra hiệu bảo nó đọc đi nó khẽ mỉm cười và tỏ ý cảm ơn tôi đã nhắc nhở nó nó lại cầm lấy sách cũng chỉ được một tí nó lại ngước mắt lên nhìn hai bên bờ sông, hết bờ này đến bờ kia. Vì nó không nhìn tôi nên tôi đứng lên để nó chú ý. Khi nó trông thấy tôi rồi, tôi lấy tay trỏ vào quyển sách. Actor lại cầm quyển sách lên, ngượng nghịu. Đột nhiên, một con chim bói cá xe qua mũi thuyền, để lại một làn xanh sau nó. Actor ngững phát đầu lên nhìn theo con chim. Khi hình ảnh đó tan biến thì nó lại nhìn tôi, nó nói: "Tôi muốn học lắm, nhưng không sao học được." Tôi bước lại gần nó và nói: "Bài Ngụ ngôn này cũng không khó lắm đâu anh ạ." À. "Ôi khó lắm chứ." "Tôi thấy nó dễ thôi mà. Khi mẹ anh đọc, tôi cũng đã nhớ một số câu rồi đó." Nó mỉm cười vẻ không tin, tôi nói tiếp: để tôi đọc, anh nghe thử nha. Anh đã thuộc thiệt hả? Thiệt mà, tôi đọc thử cho anh nghe. Nè, anh cầm sách đi, theo dõi đi nha. Nó cầm quyển sách lên, tôi bắt đầu đọc. Nó chỉ phải nhắc tôi có ba bốn lần thôi. Nghe tôi đọc hết bài, nó reo lên. Úi trời, hoang hô anh đọc được rồi, anh thuộc rồi đó. Cũng chưa thật thuộc đâu, nhưng nếu đọc lại tôi sẽ không vấp váp nữa. Anh làm sao mà thuộc được như vậy? Thì tôi lắng nghe mẹ anh đọc, tôi chăm chú nghe chứ không nhìn quánh nhìn quất như anh đâu. Actor đỏ mặt, sau một phút bẻ bàn nó nói, "Tôi hiểu, anh đã lắng nghe là như thế nào rồi, tôi sẽ cố gắng làm như anh." "Nhưng anh làm sao mà nhớ được tất cả những chữ ấy?" Tôi thấy cứ rối bung ở trong đầu á tôi đã làm thế nào tôi cũng chẳng biết nữa tôi chưa bao giờ nghĩ đến cái đó tuy thế tôi cũng cố tự mình tìm hiểu để giải thích cho nó tôi nói trong bài ngụ ngôn này nói cái gì nè tôi tự hỏi như vậy đó nói về một con cừu thế là tôi nghĩ đến những con cừu rồi tôi nghĩ tới chuyện chúng đang làm gì đàn cừu đang sống an toàn trong chuồng đó tôi trông thấy chúng an toàn khi tôi đã trông thấy chúng rồi thì tôi không quên nữa được rồi arthur nói tôi cũng trông thấy chúng nó đàn cừu đang sống an toàn trong chuồng tôi trông thấy có con trắng có con đen tôi trông thấy những con cừu cái và những con cừu non tôi trông thấy cả cái chuồng chuông làm bằng những bức phên thưa. Vậy anh sẽ không quên nữa chứ. Ồ không. Thường thì ai trông coi cừu? Chó. Khi không phải trông cừu gì an toàn rồi thì mấy con chó làm gì nè? Chúng chẳng phải làm gì cả. Thế thì chúng có thể ngủ được. Vậy chúng ta nói, mấy con chó đều ngủ cả. Đó, anh thấy đó, có dễ dàng không? Bây giờ chúng ta lại nghĩ tiếp chuyện khác, cùng với chó còn có ai trong cừu nữa? Người chăn cừu. Nếu cừu đã an toàn rồi thì người chăn cừu chẳng có việc gì nữa, vậy anh ta có thể làm gì nè? Thổi sáo. Anh có đồng thấy anh ta không? Có. Anh ta đang ở đâu? Ở dưới bóng cây du to. Anh ta có một mình thôi hả? Không, anh ta ngồi cùng với một người chăn cừu hàng xóm. Nếu anh đã trông thấy cừu nè, chuồng cừu nè, chó nè và người chăn cừu nè thì anh có thể đọc thuộc được đoạn đầu bài học không? Ừm, uhm, có lẽ được đó. Đầu thử đọc coi nào. Nghe tôi giảng giải cách học thuộc bài, lúc đầu tưởng như khó lắm. Actor cảm động và nhìn tôi hình như nó chưa thật tin những điều tôi nói là có thật nhưng sau vài giây do dự nó quả quyết đoàn cừu đang sống an toàn trong chuồng người chăn cừu thổi sáo dưới bóng cây du to cùng với các bạn hàng xóm nó vỗ tay reo lên tôi thuộc rồi tôi thuộc rồi không phạm lỗi nào cả anh có muốn học nốt bài ngụ ngôn bằng cách ấy không? Muốn, muốn chứ. Có anh bên cạnh, chắc chắn là tôi sẽ học được. Mẹ tôi sẽ bằng lòng lắm đó anh ha. Thế là nó học nốt bài ngụ ngôn như cách nó đã học đoạn đầu. Chưa đầy 15 phút sau nó đã thuộc lầu. Nó đang đọc trôi chảy, thì mẹ nó ra đứng sau chúng tôi. Thoạt tiên bà ta có ý giận vì thấy chúng tôi túm với nhau lại tưởng là chúng tôi chơi đùa nhưng arthur nói ngay con thuộc bài rồi mẹ ơi chính anh ấy bài cho con đó bà milligan ngạc nhiên nhìn tôi đang định hỏi gì đó nhưng bà chưa kịp hỏi thì arthur đã cất tiếng đọc bài ngụ ngôn Nó đọc với vẻ đắc thắng không ngập ngừng không sai tiếng nào cả tôi nhìn bà milligan tôi thấy mặt bà sáng lên một nụ cười và bà rơm rớm nước mắt. Bà cúi xuống hôn con. Actor nói với mẹ nó, những chữ suông thì chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ có sự vật mới trông thấy thôi. Anh Remy đã làm cho con trông thấy người chăn cừu và cây sáo. Khi con vừa học vừa trông lên, thì con không nghĩ gì đến mọi vật ở chung quanh. Con trông thấy cây sáo và người thổi sáo. Con nghe điệu nhạc anh ta thổi. Mẹ có muốn con hát cái điệu ấy không? Actor hát một bài buồn buồn bằng tiếng Anh. Lần này thì bà Milligan khóc thật sự. Khi bà đứng lên, tôi trông thấy mấy giọt nước mắt của bà lăn trên má Actor. Bà lại gần cầm tay tôi, siết thật nhẹ nhàng êm ái làm tôi cảm động bà nói cháu là một đứa bé ngoan tôi kể câu chuyện trên đây để mọi người hiểu được sự thay đổi về vị thế của tôi từ ngày hôm ấy hôm trước người ta coi tôi như một thằng bé làm xiết chó Dùng tôi với những con chó để mua vui Cho một cậu bé ốm yếu Nhưng việc học bài ngụ ngôn Đã tách tôi khỏi lũ chó Tôi trở thành một người bạn Một người thân của actor Bà Milligan rất buồn nhận thấy Con bà không học hành gì được cả không thể học gì được tuy nó đau ốm nhưng bà vẫn muốn cho nó học tập bệnh nó còn kéo dài nên bà muốn ngay từ bây giờ rèn cho thằng bé có thói quen học tập để đến khi nó khỏi bệnh thì nó có thể học bù thời gian đã bỏ phí nhưng cho tới ngày hôm đó bà đã không thành công arthur không phải là đứa ương bướng không chịu học nhưng nó không thể tập trung tư tưởng được đưa sách vào tay nó nó không bao giờ phản kháng nó vui vẻ nhận nhưng trí óc nó không mở ra được nó như cái máy nhắc lại một cách vô ý thức những chữ người ta nhồi vào óc nó chữ được chữ chăng do đó mẹ nó rất buồn và thất vọng về nó thấy nó đã cùng với tôi học thuộc bài ngụ ngôn chỉ trong có nửa tiếng đồng hồ cũng bài ngụ ngôn ấy bà đã mất mấy ngày mà không tài nào làm cho nó thuộc được vì thế bà rất hài lòng ngày nay hồi tưởng lại tôi thấy thời gian sống trên thuyền cùng với bà milligan và thằng arthur là những ngày tươi đẹp nhất trong thời niên thiếu của tôi arthur yêu thương tôi bằng một tinh thần nồng nhiệt về phía tôi tôi cũng coi nó như anh em ruột thịt không suy nghĩ gì cả. Chúng tôi không cãi cọ nhau bao giờ. Tuy là chủ nhân, nhưng chẳng bao giờ thấy nó tỏ ra trịch thượng với tôi. Về phần tôi, tôi cũng không thấy rụt rè, lúng túng với nó. Cái đó cũng một phần do tính tình tế nhị và lòng tốt của bà Milligan. Bà nói năng với tôi cũng ân cần như thế, tôi là con bà vậy cuộc du hành trên thuyền thật là thú vị chẳng có lúc nào buồn tẻ hay mệt nhọc từ sáng đến tối tất cả giờ giấc của chúng tôi đều được sử dụng đầy đủ từ khi có đường xe lửa người ta không đến tham quan con kênh nam nữa cũng chẳng mấy ai nói đến con sông đào ấy nhưng nó lại là một trong những phong cảnh kỳ thú của nước pháp đấy từ villefranche chúng tôi đi avignon rồi từ Avignon đi vào miền núi đá Noruz. Ở Noruz có đài kỷ niệm ông Ricke, người đã đào con kênh này. Đài dựng ngay trên con đường phân thủy giữa những con sông đổ ra Đại Tây Dương và những con sông chảy ra địa Trung Hải. Chúng tôi đi qua Castenodari, thành phố của máy xay, xuyên qua các Catason, Fusran, rất đáng xem, vì có tấm ngăn phối hợp từ cống ấy thuyền xuôi về béziers ở nơi nào mát mẻ chúng tôi vừa đi vừa nghỉ ngơi xem phong cảnh nơi nào phong cảnh đơn điệu chúng tôi đi nhanh hơn tùy phong cảnh hai bên sông mà chúng tôi dừng hay đi đi nhanh hay đi chậm hành khách khác còn bận tâm về việc này việc khác chứ chúng tôi thì không chúng tôi không cần phải đi gấp để tới quán trọ chỗ ngủ đêm của chúng tôi là ngay con thuyền rồi. Còn ăn thì cứ đến giờ, bàn được dọn ra dưới mái hiên. Chúng tôi vừa ăn vừa bình thản ngắm phong cảnh luôn luôn thay đổi hai bên bờ. Chiều đến, hãy thấy tối là chúng tôi đổ lại bất cứ chỗ nào cho đến sáng. Tuy là đi, nhưng chúng tôi lại ở luôn trong nhà mình. Chúng tôi không hề có những buổi tối nhàn rỗi buồn tẻ như những khách đi đường khác trái lại buổi tối chúng tôi thường ngắn ngủi chỉ có là đến giờ ngủ thì phải đi ngủ thôi thuyền đổ lại nếu trời lạnh chúng tôi ở trong phòng khách chúng tôi đốt một ngọn lửa nhỏ để xua tan khí lạnh và sương mù để không ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh chúng tôi mang đèn ra ác tơ được đặt nằm trước bàn còn tôi ngồi gần nó bà milligan dở những truyện tranh và những tập ảnh cho chúng tôi xem những truyện tranh và những tập ảnh được lựa chọn thích hợp với cuộc du lịch của chúng tôi khi chúng tôi xem tranh ảnh đã mỏi mắt bà milligan lấy ra một quyển sách vừa hay vừa dễ hiểu đọc cho chúng tôi nghe cũng có hôm không xem tranh ảnh cũng không nghe đọc sách bà milligan kể cho chúng tôi nghe những truyền thuyết những chuyện lịch sử liên quan đến vùng đất mà chúng tôi vừa đi qua. Bà không tiếc công tìm những ý, dùng những lời nói cho chúng tôi dễ hiểu. Trong những buổi tối đẹp trời, tôi cũng nghĩ cách góp phần tích cực của mình. Tôi giác cây thụ cầm lên bờ, tìm một chỗ hơi xa một chút, đứng nấp vào bóng cây, hát tất cả những bài dân ca, chơi tất cả những điệu nhạc tôi thuộc arthur rất thích thú được nghe nhạc trong cảnh đêm yên tĩnh mà không trông thấy người biểu diễn thỉnh thoảng nó gọi bảo tôi nửa đi nửa đi tôi lại gãy lại bản nhạc vừa chấm dứt cảnh sống đó thật êm đềm và sung sướng đối với một đứa trẻ như tôi Rời khỏi túp lều của mẹ Barbara, chỉ để theo ông cụ Vitaly trên con đường thiên lý. Món khoai tây rắc muối của mẹ Barbara tội nghiệp, so với những bánh mứt, nước quả, bánh kem, bánh ngọt của chị bếp nhà bà Milligan thật khác xa. Những ngày đi bộ trên những chặng đường dài trong bùn lầy, dưới mưa dầu nắng dãi, lọt đọt sau gót chủ so với cuộc du ngoạn bằng thuyền bây giờ cũng là trái ngược trong cuộc sống mới này tôi cảm thấy sung sướng về tinh thần hơn là hưởng thụ vật chất bánh của bà milligan ngon thật sống ở thuyền bà không bị đói rét thật nhưng tình cảm thấm thiết tràn ngập lòng tôi còn tốt đẹp hơn cái ăn cái ở ấy nhiều đã hai lần mối tình thấm thiết ràng buộc tôi với những người thân bị cắt đứt hoặc gián đoạn. Lần đầu, tôi bị bước khỏi bàn tay thân yêu của mẹ bác Beran. Lần thứ hai, tôi phải xa lìa cụ Vitaly. Hai lần tôi phải sống cô đơn ở trên đời không nơi nương nhờ, không chỗ trông cậy, chỉ đánh bạn với mấy con thú mà thôi. Giữa lúc cô quạnh khốn cùng, Tôi đã gặp được người yêu mến tôi và để tôi yêu mến một người phụ nữ đẹp, hiền, nhân hậu, nhã nhặn, một đứa trẻ cùng lứa tuổi tôi, đối xử với tôi như anh em ruột thịt. Điều đó thật vô cùng sung sướng đối với một trái tim đang khao khát yêu thương như trái tim tôi. Đã nhiều lần nhìn thấy actor xanh sao rầu rĩ nằm dài trên tấm gián, tôi thấy thèm khát hạnh phúc của nó. Không phải là tôi thèm khát cảnh đầy đủ của nó, thèm khát những sách vở, những đồ chơi sang trọng của nó. Cả chiếc du thuyền kia tôi cũng không ham. Tôi chỉ thèm cái tình thương yêu của bà mẹ nó đối với nó. Được thương yêu như vậy thật sung sướng quá mỗi ngày nó được bà ôm hôn đến hai mươi lần và nó cũng được âu yếm ôm hôn bà. Còn tôi, mỗi khi bà đưa tay ra cho tôi bắt, tôi chỉ dám chạm vào khe khẽ. Tôi chạnh buồn nghĩ chẳng bao giờ tôi có một bà mẹ hôn tôi và để cho tôi hôn. Có lẽ một ngày kia tôi lại gặp mẹ Barbara và đó là một niềm vui lớn nhưng bây giờ tôi không thể gọi mẹ đối với bà y như ngày xưa vì mẹ không phải là mẹ đẻ của tôi có lẽ tôi cứ phải chịu cảnh cô đơn thế này mãi mãi suốt đời sao cái ý nghĩ ấy làm cho tôi thích thú bội phần khi thấy mình được bà milligan và arthur đối xử âu yếm tôi nghĩ không nên khó tính không nên đòi hỏi nhiều quá về hạnh phúc của mình ở trên thế gian này. Không có mẹ, không có anh em, thì có bè bạn cũng đủ sung sướng rồi. Tôi phải tự lấy làm sung sướng, và thực sự tôi đã sung sướng. Tuy vậy, những thói quen mới kia, dù có êm ái, dễ chịu đến đâu đi nữa, cũng sắp đến lúc tôi phải dứt bỏ để trở lại với đời sống trước đây.